Xin chào bạn đã quay trở lại với FA Channel. Lại là mình đây, Hùng 20 sang đây. Hôm trước thì mình có làm video chiến game PUBG Mobile trên chiếc Xiaomi PlayStation 2 Pro này rồi. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để test xem khả năng chiến game Liên Quân Mobile trên chiếc Xiaomi PlayStation 2 Pro này nó sẽ như thế nào nhé, cho trải nghiệm như thế nào, hiệu năng như thế nào và có drop FPS hay không, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu video, mình rất cảm ơn chủ cửa hàng Di Động Việt đã cho mình mượn sản phẩm này để thực hiện video cho các bạn. Các bạn nào quan tâm về những mẫu iPhone, iPad, những điện thoại Samsung sách tay chính hãng với mức giá tốt thì có thể tham khảo ngay lập tức tại đường link ở phần mô tả video. Và trước khi bắt đầu video thì mình sẽ cho bạn xem qua cái phần setting của chiếc Xiaomi PlayStation 2 Pro này với tựa game Liên Quân Mobile nhé. Ở đây thì mình có thể bật được mọi setting lên cao nhất như là FPS cao, như là đồ họa HD, cùng với đó mọi chi tiết lên cao nhất và mình bật đồ bóng luôn các bạn ạ. Và bây giờ thì mình có thể là vào chế độ đó chính là 10v10. Tại vì cá nhân mình thì mình rất thích chơi chế độ 10v10, đánh nhau khá là sướng tay. Ở đây thì mình sẽ vào chế độ 10v10 và chúng ta sẽ nhấn bắt đầu. Và với chiếc Xiaomi PlayStation 2 Pro này thì như các bạn đã biết, nó có một màn hình là 120Hz. Tuy nhiên khi vào tựa game Liên Quân Mobile thì nó chỉ chơi được đó chính là 60Hz mà thôi. Liên Quân Mobile thì nó chưa hỗ trợ cái FPS cao hơn. Chính vậy thì mình thấy rằng là cái trải nghiệm chung thì nó cũng không khác gì nhiều so với mấy con như iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus chẳng hạn. Từ khi nó bật được cái đồ họa 120Hz thì nó sẽ cho một cái FPS cũng như cái độ mượt mà của nó sẽ cao hơn gấp đôi so với những điện thoại đó. Và mình hy vọng là tương lai Liên Quân Mobile sẽ update để có thể là mình trải nghiệm chi tiết hơn cho bạn. Ở đây thì mình sẽ chơi con tướng đó chính là Violet, tại vì từ mùa 1 tới bây giờ thì mình chỉ chơi con tướng Violet này thôi. Và mình đã chơi tầm 300-400 trận gì đấy rồi nhưng mà mình vẫn không biết lên đồ con tướng này. Và chủ yếu hiện tại là mình lên đồ theo sách các bạn ạ. Đây, mình chọn cái mà nhiều người dùng nhất. Ok, và cái chức năng bổ trợ mình dùng đó chính là tốc biến. Tại vì Violet là một con máu giấy mà, chính vậy thì chúng ta nên tốc biến để có thể là cơ hội sống sót nó cao hơn. Cùng với đó thì hiện tại thì mình có thể thấy rằng là cái giao diện chính của sản phẩm Xiaomi PlayStation 2 Pro này nó có một cái giao diện game rất là đẹp. Đây, các bạn có thể thấy rằng là cái màu đen của nó rất sâu và những chi tiết hình ảnh của nó thì rất là sắc nét. Tại vì đây là màn hình AMOLED cho màu đen sâu này. Cùng với đó thì đây còn là một màn hình hỗ trợ công nghệ HDR các bạn ạ. Và đây là HDR10, chính vậy thì cái hình ảnh của nó có vẻ là nổi bật hơn so với một số điện thoại khác. Cùng với đó khi mình chuyển qua những cái skin khác nhau như ở đây, lính anh thuê này, Fairy này, đó, rất là mượt luôn. Một số máy chạy 835 hoặc là một số máy thấp hơn ấy, thì nó sẽ có đôi phần giật lag khi các bạn chuyển qua những nhân vật như thế này. Đó. Nhưng với chiếc Xiaomi PlayStation 2 Pro này thì nó gần như là không có một chút nào luôn. Như vậy thì mình đã bắt đầu tiến hành load map rồi. Và các bạn có thể để ý rằng là với chiếc Xiaomi PlayStation 2 Pro này, nó có tốc độ load map cực kỳ là nhanh so với những cái đối thủ bên cạnh như là ông Boy Chan gì đấy 2%, Phương Sủ 94 15%, Ahu 41%, mình mà đạt được 69% rồi. Gần như là một trong những người có tốc độ load game nhanh nhất hiện tại, chỉ sau mấy ông chạy iOS thôi, như là thằng Mỹ Hảo 100 này này. Đó. Tại vì iOS thì nó sẽ tối ưu hóa cho tốc độ load game, kể cả tốc độ load game PUBG hay là tốc độ load game bất kỳ game gì, nó cũng đều load nhanh hơn là những đối thủ đến từ Android. Rồi, như vậy thì chúng ta bắt đầu một trận đấu Liên Quân Mobile rồi. Và ở đây thì mình có thể thấy rằng là cái phần đồ họa của game Liên Quân Mobile nó tái tạo một cách rất là đẹp quan ạ. Và mình thấy rằng là nó có vẻ như là cái map của chúng ta nó rộng hơn là so với những chiếc điện thoại thông thường màn hình 16:9 hay là màn hình 18:9. Nó sẽ có cái chiều dài nó sẽ rộng hơn về hai bên. Nếu các bạn để ý trên màn hình cũng như so sánh với thiết bị bạn đang chơi thì các bạn sẽ thấy như vậy. Mình không biết là có đúng hay không nữa các bạn ạ. Và khi vào rừng hoặc là những chi tiết trong cái map này thì mình thấy rằng nó tái tạo một cách rất tốt. Những chi tiết vùng đen này, những lá cây hoặc là những cái chi tiết hình ảnh chủ thể trong game Liên Quân Mobile thì nó tái tạo một cách rất là đẹp. Với tựa game Liên Quân Mobile này thì mình rất thích chơi trên những chiếc màn hình có công nghệ AMOLED cùng với đó chính là hỗ trợ công nghệ HDR thì nó sẽ cho màu sắc nó tốt hơn. Và ngoài ra thì mình có một điều muốn chia sẻ với bạn trước khi chúng ta bắt đầu video luôn. Đó chính là những chức năng gaming trên chiếc Xiaomi PlayStation 2 Pro này nó sẽ không hoạt động được với tựa game Liên Quân Mobile. Nói không hoạt động được thì cũng không hẳn, tại vì nó khá là vô dụng các bạn ạ. Khi mình vuốt từ bên cạnh phải trên cùng xuống thì nó sẽ lòi ra một cái giao diện gaming. Nhưng ở đây thì cái chức năng gaming mà mình thấy hay nhất đó chính là Master Touch. Thì cái chức năng Master Touch này thì các bạn có thể gắn với một cái điểm cảm ứng lực trên màn hình của chúng ta với một chức năng như là có thể là thay đạn, như là đánh thưởng hay là gì đấy. Thì với cái tựa game Liên Quân Mobile này thì cái nút đánh thưởng của mình đã quá tiện rồi. Chính vậy thì mình cũng không cần phải ấn cảm ứng lực làm gì, tại vì nó khá là mất thời gian các bạn ạ. Và cái thao tác bấm cảm ứng thưởng của mình cũng không nhanh hơn là so với khi mình bấm trực tiếp với cái nút đánh thưởng này. Và cùng với đó thì cái nút cảm ứng lực bên trái thì nó mình sẽ gắn với chức năng đó chính là lên đồ. Nhưng mà lên đồ ở đây thì nó chỉ lên được một món duy nhất và nó không thể nào cho bạn lựa chọn hai món. Chính vậy thì đây cũng là một trong những bất lợi và gần như là cái chức năng gaming ở trên chiếc Xiaomi PlayStation 2 Pro này nó vô dụng với tựa game Liên Quân Mobile. Đây, chưa gì đã vào đánh nhau rồi, team mình thì không có ai ở đây cả các bạn ạ. Làm gì đấy? Tung vài chiêu định lòe mình à? Ok, nói về FPS đầu game thì hiện tại FPS của nó là 60.
và gần như là chưa có dấu hiệu của cái sự drop FPS các bạn ạ. Cái thằng Lin đấy cứ lượn qua lượn lại chán thật. Tại vì mình là một người máu giấy, như vậy thì mình không ngại va chạm đâu, mình té cho nó lành. Bây giờ thì vào rừng hoặc là qua khu mid để kiếm người bảo kê thôi, tại vì kiếm mấy thằng máu trâu một chút chơi thì nó mới đấu lại chúng nó được. AD tay dài mà. Mấy những pha giao tranh nhỏ trung bình tầm 4-5 tướng đánh nhau như này thì nó không xảy ra tình trạng drop FPS nào luôn các bạn ạ. Nó vẫn luôn khóa ở cái mức 60, tài thật. Để xem là tầm 10-15 phút chơi nữa thì nó có giật lag hay không nhé. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong giây lát. Ui, mình không thích thằng này cho lắm. Chạy nhanh lắm. Với con AD mình hay chơi này thì nó có một cái là nó bắn được xa, tuy nhiên thì cái tốc độ chạy của nó lại không bằng cái thằng kia các bạn ạ. Chính vậy thì nhiều pha mình đánh gần chết rồi đấy nhưng mà không thể nào kill được. Ui! Trời. May đấy, quả này mình sắp hẹo rồi. Chắc mình sẽ về nhà để hồi tí máu, tại vì hiện tại mana với máu của mình đã hết rồi. Và AD mà không có máu, không có mana thì làm sao mà chơi được. Chơi 10v10 này thì gần như đánh hội đồng là chủ yếu các bạn ạ. Tại vì bên nào hơn thì bên đấy ăn thôi. Chứ không có dựa quá nhiều vào kỹ năng như lắm. Hay lắm. Mình đã được một chân support rồi. Wow. Thằng này nó trâu thế. Ok, mình đã được một mạng. Tung bừa cũng dính kill nữa. Có hai mạng này anh em. Quá ngon luôn. Và bây giờ là Butterfly. Quá sai khi vào team này rồi. Mình đã nói các bạn rằng là khi các bạn chơi hiệu 10v10 thì có thể gọi là lấy thịt đè người chứ không phải là kỹ năng nữa rồi. Tại vì nếu bạn nào một mình xông ra với 10.000 người như này thì cũng không có thể kỹ năng nào có thể ăn được. Các bạn thấy mình nói đúng không? Nếu đúng thì hãy comment cho mình biết nhé. Ui chết. Mình vẫn còn thiếu khá là nhiều đồ, chính vậy thì mình phải đợi lên đồ xong đó các bạn ạ. Vậy cho nó chắc cú. Thanh niên đòi lao vào trụ giết mình luôn ạ. À thật sức mạnh à. Và như vậy các bạn có thể thấy trên màn hình là 6 phút 57 giây đã trôi qua và FPS hiện tại của nó vẫn là 60. Cảm nhận của mình sau 6 phút chiến game thì nó chỉ hơi mát nhẹ ở mặt lưng thôi. Chỉ là có nhiệt độ nó tăng hơn một chút so với bình thường chứ không có nóng lắm. Thật xin lỗi những người đồng đội. Uầy, mình là cái được một mạng anh em. Mà nó là best KS luôn. Mấy thằng này cứ lượn như này mình ghét lắm nha. Tại vì khả năng tàng hình của nó rất là bá đạo. Chạy. Ui, né không được các bạn ạ. Như vậy là mình 5 chết 1 và hỗ trợ 5. Như vậy khá là xanh rồi. Và team mình hiện tại đang có lợi thế hơn team bạn. Và hiện tại kết quả là 45 trên 29. Mình có rút ra một số nhận xét khi mà mình chơi với chiếc Semi PlayStation 2 Pro này trong vòng tầm 8 phút. Đó chính là với chiếc Xiaomi PlayStation 2 Pro thì nó cho cảm giác cầm nắm chưa được tốt lắm với tựa game liên quân mobile các bạn ạ. Tại vì cái phần cạnh của nó các bạn thấy rằng nó được cắt khá là kiểu như là sắc nhọn. Chính vậy thì khi mà mình cầm vào ấy thì nó hơi bị cấn một chút. Và bên cạnh đấy thì như các bạn đã biết, cái phần viền trên của nó sẽ được cắt khá là kiểu sắc. Chính vậy thì khi mà mình vuốt để đá map ấy thì nó sẽ cho một cảm giác nó chưa được thích tay cho lắm. Nó chưa được sướng cho lắm các bạn ạ. Và chi mà màn hình của chiếc Xiaomi PlayStation 2 Pro này nó được vuốt cong ở phần cạnh thì thích biết mấy. Úi, mình bị ai giết nhỉ? À, đông quá. Nếu bạn biết là Violet là một con máu giấy, chính vậy thì nếu như bạn càng hổ báo thì chỉ có chàng càng chết thôi. Mình sẽ chơi trò đó chính là anh hùng núp ở sau những thằng trâu máu vậy. Và bắn chỉ thiên thì mình thấy là nó khá ổn áp. Nó sẽ tốt hơn là... Mình không biết là các bạn có thể nghe được tiếng bên ngoài không? Tại vì ở xung quanh nhà mình người ta sửa nhà cho nên hơi ồn ào một chút. Nếu có các bạn nghe được thì... hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho mình nhé. Không hiểu team mình đang xanh lè như này, không hiểu ông nào AFK
và đầu hàng được, chịu thật. Ôi ôi ôi, sao nó không chọn cái tướng gần nhất nhỉ? Wow, mình lại thêm một mạng thế này, xịn nha. Ui, hay quá, may là mình vẫn còn hồi sinh. Và như mình đã nói thì ở đăng ký độ 10v10 thì cái hồi sinh nó không có quan trọng quá nhiều, tại vì khi các bạn đã bị bao vây nhiều hướng như này thì hồi sinh nó cũng gần như là vô dụng. Và khi có được thực sự rất là nhiều cái tình huống xảy ra giao tranh như này, các bạn thấy rằng là nó sẽ có tình trạng đó chính là rốt nhẹ. Nhưng cái rốt này nó chỉ xuống tầm 1 frame thôi các bạn ạ. Nhưng mà 1 frame đây là chỉ có một vài giây nhất định thôi, còn sau đấy thì nó vẫn luôn giữ cái mức đó chính là 60fps. Nói chung là nó cực kỳ là ngon. Wow. Ok, như vậy thì mình đã thắng rồi. Quả này không thắng nữa thì cũng thua. Chịu. Victory. Và như vậy thì mình đã trải nghiệm gần 20 phút với chiếc xe Mi Play Set 2 này với lại tựa game Liên Quân Mobile. Thì như các bạn đã biết thì mình đã nhận xét trong cái video này rồi. Và mình sẽ chốt lại một số ý sau đây. Thứ nhất là sau 20 phút chơi thì với chiếc xe Mi Play Set 2 Pro này, nó có tỏa nhiệt ra. Và so với chiếc máy như là iPhone hay là Samsung hay là những điện thoại khác chạy con 845, 835 thì con máy này nó không nóng lên quá nhiều bạn ạ, tại vì nó có hệ thống tản nhiệt rất là tốt. Cùng với đó thì cái phần mặt sau của nó sẽ được làm từ kim loại nữa thì nó sẽ hỗ trợ tốt cho cái khả năng tản nhiệt. Còn về nói cái độ ổn định khi chiến game Liên Quân Mobile thì mình thấy rằng là với con máy này nó quá là tuyệt vời luôn, không có tình trạng rốt quá nhiều, nó chỉ rốt 1-2 giây duy nhất ở gần cuối trận những cái pha combat lớn, còn từ đầu trận tới cuối trận thì nó không xuất hiện bất kỳ một cái tình trạng rốt nào luôn. Nói chung là cực kỳ là ngon. Tuy bên cạnh đấy thì nó vẫn còn một số cái điểm yếu mình có thể nói sau đây. Đó chính là cái thiết kế của con máy này. Khi mà chơi với tựa game Liên Quân Mobile thì nó sẽ hơi bị cấn khi bạn cầm vào, có cho cảm giác khá là nặng tay, cũng như là khi bạn cầm chắc chắn ấy thì nó sẽ hơi bị cấn một chút. Và cái phần thiết kế màn hình này thì nó sẽ hơi bị góc cạnh quá. Chính vậy, khi mà mình vuốt để đá map ấy thì mình cho cảm giác nó chưa được ngon cho lắm, chưa được mềm cho lắm và chưa được sướng cho lắm. Thì đó chính là hai điểm yếu mà mình thấy trên chiếc xe Mi Play Set 2 này. Ngoài ra thì với chiếc xe Mi Play Set 2 thì nó còn một cái phần nữa, đó chính là cái phần pin. Thì khi mình chơi tựa game Liên Quân Mobile, khi mình test thì có mức pin là đâu đó tầm 31%. Và sau một trận tầm 20 phút thì nó còn lại là 24%. Như vậy bạn có thể tính ra tầm 20 phút thì nó sẽ tiêu tốn đâu đó là 78% pin gì đấy. Nói chung là mình hơi rốt toán một chút. Ok, còn về những tính năng gaming của nó thì cũng như mình đã nói thì nó sẽ không có bất kỳ một tính năng hỗ trợ gaming nào với tựa game Liên Quân Mobile này, ngoại trừ cái giao diện Sharkplay nó chặn tin nhắn, chặn cuộc gọi hay là không có thông báo khi bạn chơi game. Ngoài ra những chức năng như là 3D touch, cảm ứng lực thì nó không hoạt động với tựa game Liên Quân Mobile này. Rồi, đó chính là tất cả những gì mình chia sẻ về tựa game Liên Quân Mobile với chiếc Xiaomi Play 2 Pro. Các bạn cảm thấy thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nhé. Các bạn rất là nhiều. Bye bye.